Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 30 tháng 11, của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La, chương trình với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội làm việc về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số họp phiên thứ nhất triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia. Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 Đại hội đại biểu Hội cựu thanh niên sung phong tỉnh Sơn La lần thứ tư. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Sáng ngày 30 tháng 11 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và nhóm chuyên gia nhà nghiên cứu về chính sách tài chính tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 12 tới. Mục tiêu của diễn đàn này nhằm góp phần làm rõ thêm các căn cứ khoa học và thực tiễn để cùng với chính phủ thiết kế một gói giải pháp về tài khóa tiền tệ để phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phải có đánh giá tác động hết sức kỹ lưỡng vì dưới tác động của dịch COVID-19, kinh tế thế giới liên tục có sự thay đổi. Cùng với đó là phải đánh giá đúng chúng tác động của đại dịch đối với tình hình kinh tế xã hội ở trong nước, xác định được mức độ thiệt hại và khả năng phục hồi của nền kinh tế, xác định lĩnh vực cần tập trung hỗ trợ để phục hồi và phát triển. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các giải pháp ngắn hạn cũng phải đặt trong tổng thể dài hạn gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững, chứ không thể đưa ra các chính sách có thể giúp phục hồi kinh tế trong ngắn hạn trước mắt, nhưng lại gây bất ổn vĩ mô trong dài hạn. Theo Chủ tịch Quốc hội, trên cơ sở đánh giá tác động và phân tích dư địa của chính sách tài chính tiền tệ, phải xác định rõ các nguyên tắc quy mô, liều lượng, trọng tâm của chính sách, tập trung vào các lĩnh vực nào, phân bổ vào đâu và phải có đề xuất cụ thể về phương thức huy động nguồn lực, có giải pháp liên quan đến lĩnh vực tài chính tiền tệ. Chiều cùng ngày, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp thứ nhất theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, lãnh đạo các bộ, ban ngành, địa phương. Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố của tỉnh. Phiên họp đã thông qua dự thảo kế hoạch chuyển đổi số năm 2022. Theo đó, năm 2022, cả nước đặt mục tiêu phấn đấu phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng trên toàn quốc, phổ cập danh tính số toàn dân, phổ cập hóa đơn điện tử, thúc đẩy thương mại điện tử, quy hoạch đô thị thông minh, phát triển nền tảng dữ liệu số nông nghiệp cùng nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy phát triển chuyển đổi số. Tại phiên họp, các bộ ngành địa phương đã tham mưu đề xuất với chính phủ những kinh nghiệm từ thực tiễn thực hiện chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phối hợp thực hiện các chủ trương chiến lược, cơ chế chính sách, tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh những kết quả đạt được trong thực hiện chuyển đổi số thời gian qua như triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi, chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế, phòng chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, giáo dục cần đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu các ngành, địa phương phải bắt tay vào thực hiện chuyển đổi số, tạo sự liên thông từ cấp trung ương cho đến cơ sở, phải lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể khi phát triển chuyển đổi số và người dân phải cùng tham gia vào công cuộc này cần có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược và có cách làm phù hợp, bám sát thực tiễn, xây dựng chương trình kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, chọn ngành nghề lĩnh vực chuyển đổi số có hiệu quả, có sức lan tỏa rộng, mang lại lợi ích cho nhiều người. Chiều nay, ngày 30 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự hội nghị có đại diện các vụ của Ban tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, chuyển từ mục tiêu không có Covid sang thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn. Phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 ước đạt 4,47%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 16.083 tỷ đồng, bằng 117,9% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 120,2% dự toán chính phủ giao. GDP bình quân đầu người ước đạt 45,2 triệu đồng. Văn hóa xã hội được quan tâm, y tế giáo dục được tăng cường, an sinh xã hội được bảo đảm, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và năm 2021, báo cáo tình hình ngân sách địa phương năm 2021 và dự toán ngân sách địa phương năm 2022, phân tích nguyên nhân của một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chưa đạt so với kế hoạch đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế đối với từng lĩnh vực, cụ thể về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, công tác phòng chống dịch bệnh, chỉ tiêu tỷ lệ hộ sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật đã đạt được trên các lĩnh vực, đề nghị các cấp các ngành tập trung thực hiện chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và thực hiện mục tiêu kép theo kết luận số 20 hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng xây dựng và triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2022. Tỉnh ủy sẽ ban hành một cái văn bản về cái nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong công tác phòng chống Covid mà đặc biệt là gắn với việc cưới việc tang. Trong phòng chống Covid các đồng chí nhớ là 5K. 5K trong đó là không tập trung đông người nhưng bây giờ cưới là cán bộ đảng viên mời nhiều quá một F0 ở đấy thì cả cái đám cưới đấy nó như thế nào hoặc đám hiếu cũng thế thôi ban tuyên giáo các đồng chí chỉ đạo để tuyên truyền thật tốt cái văn bản của ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo liên quan đến cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong cái công tác phòng chống covid và nhấn mạnh trong cái việc cưới về tang mà chính phủ thì cũng đã xác định là chuẩn bị tổng kết cái giai đoạn 4 tức là cái đợt thứ tư này trước 30 tháng 12 thì tỉnh ta cũng sẽ phải tổng kết và trên cái tinh thần thì thủ tướng cũng đang giao là nghiên cứu đề xuất để sửa đổi cái nghị quyết 128 cái nghị quyết này nghị quyết tạm thời và cái quyết định 4.800 của Bộ Y tế cũng là quyết định tạm thời thì ta tiếp tục giả soát và có cái đề xuất chính đáng cho nó phù hợp và tinh thần thì tôi đề nghị các huyện là vẫn tiếp tục chỉ đạo theo hướng là chúng ta dùng hương ước quý ước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các cấp các ngành tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, các ngành lĩnh vực trọng yếu tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19, tổ chức tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả, tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện kết luận tại hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa Hội cựu thanh niên sung phong tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức hội cựu thanh sung phong vững mạnh, tích cực đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho hội viên theo chế độ chính sách của đảng và nhà nước, để các cấp hội thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho cán bộ hội viên cựu thanh Dung phong trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo. Đó là phát biểu của đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Đại hội Cựu Thanh Dung phong tỉnh Sơn La lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Hội Cựu Thanh xung phong Việt Nam và một số sở ngành của tỉnh đại hội được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các huyện thành phố. Hội cựu thanh niên sung phong tỉnh Sơn La hiện có trên 3.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã phát huy tốt vai trò nhân chứng lịch sử, vì nghĩa tình đồng đội, chủ động phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể, cơ quan có liên quan, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, xét duyệt giải quyết cơ bản việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với cựu thanh niên sung phong. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành chi trả trợ cấp một lần cho 530 đồng chí với số tiền trên 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ 156 thân nhân có thanh niên sung phong từ trần với số tiền trên 500 triệu đồng. Các cấp hội làm tốt công tác phong trào xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội trong 5 năm đã trao tặng 13 sổ tiết kiệm với số tiền 45 triệu đồng, 36 ngôi nhà tình nghĩa đại đoàn kết với số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Thanh niên xung phong tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh toàn diện, gương mẫu tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội ở địa phương, phấn đấu 100% các huyện hội chi hội đều có quỹ nghĩa tình đồng đội, câu lạc bộ làm kinh tế giỏi. Đại hội đã bầu 13 đại biểu vào ban chấp hành hội khóa tư, tiến hành bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội và thông qua nghị quyết đại hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng đã ghi nhận và biểu dương các hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị hội tiếp tục phát triển tổ chức hội, khuyến khích các huyện, thành hội, có nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cho hội viên, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, nghĩa tình đồng đội, cựu thanh niên sung phong làm kinh tế giỏi để thoát nghèo. Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên Sung phong Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho các cá nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể, một cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng hội cựu thanh niên sung phong tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin. Họp ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh Sơn La. Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tránh thành phố Sơn La, Sáng ngày 30 tháng 11, đồng chí Tráng Điện Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Sơ La. Tính từ khi triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đến nay, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 38 đợt phân bổ vaccine phòng COVID-19 từ Trung ương với tổng số hơn 1,2 triệu liều, trong đó hiện chưa nhận về là gần 130.000 liều. Về công tác tập huấn đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, ngành y tế đã tổ chức tập huấn cho lực lượng cán bộ y tế của tỉnh tham gia công tác tiêm chủng, hơn 3.800 lượt người. Hiện có 26 đội cấp cứu lưu động tại 12 huyện thành phố, 204 đội cấp cứu của trạm y tế xã phường thị trấn, hai đội cấp cứu của lực lượng quân đội công an Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm thành lập hai đội cấp cứu lưu động trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho tuyến huyện và tuyến xã trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế cũng đã ban hành quyết định thành lập 58 tổ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lưu động. Hiện đã điều động 4 tổ hỗ trợ cho huyện Mai Sơn tổ chức tiêm chủng. Về kết quả tiêm chủng, tính đến hết ngày 29 tháng 11, tổng số liều vaccine đã nhận thực tế là 1.083.000 liều. Số liều vaccine đã sử dụng hơn 783.000 liều với trên 851.000 mũi tiêm. Số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 hơn 625.000, đạt 77,4%. Số người tiêm mũi 2 gần 226.000. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị các sở ban ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn tiêm chủng, tăng cường tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và học sinh về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi thực hiện kiểm tra đối chiếu của thông tin đối tượng đã thực hiện tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 với thông tin công dân trong phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phân công cụ thể nhiệm vụ thành viên và các tiểu ban, ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh Sơn La. Thưa quý vị, để việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em được triển khai an toàn và hiệu quả, huyện Mộc Châu đã thực hiện đồng bộ các giải pháp từ việc quán triệt triển khai, xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Mộc Châu cũng là huyện đầu tiên của tỉnh triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Do đó, huyện đã dành sự quan tâm đặc biệt với việc huy động tối đa các lực lượng cùng tham gia nhằm đảm bảo công tác tiêm chủng được thực hiện an toàn hiệu quả. Để đảm bảo thực hiện tốt phương châm tiêm đến đâu, an toàn đến đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện đã tổ chức các cuộc họp quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã thị trấn, cơ quan đơn vị, trường chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Chúng tôi đảm bảo về cơ sở vật chất, về các cái thiết bị cần thiết cho tiêm chủng cũng như là tập huấn kỹ cho đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng hỗ trợ tham gia cho công tác tiêm chủng, làm thế nào đó để mà đảm bảo được công tác tiêm chủng an toàn nhất. Trường Trung học Phổ thông Thảo Nguyên có trên 1.100 học sinh đăng ký tiêm chủng. Trước khi vào tiêm, các em đã được thầy cô giáo và cán bộ nhà trường hướng dẫn đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Trong quá trình triển khai, lực lượng cán bộ y tế và giáo viên nhà trường sẽ vừa tiêm vừa tuyên truyền để tạo tâm lý thoải mái cho học sinh. Em hiểu rằng đây là cách phòng chống dịch tốt nhất hiện nay ở nước ta. Thứ hai nữa là vì môi trường tiêm là ở trường, là một môi trường gần gũi và quen thuộc với bọn em. Và có cả các bạn cũng như là thầy cô ở bên cạnh nên là chúng em cảm thấy rất thoải mái ạ. Trong đợt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện Mộc Châu lần này, có 17 điểm tiêm đặt ngay tại các trường học và trạm y tế xã với 10.667 liều vaccine. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng làm tốt công tác giả soát để có đầy đủ thông tin của các em học sinh, kể cả những tình trạng về sức khỏe của học sinh để các em có thể tham gia tiêm chủng. À, trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi cũng đã thực hiện cái nội dung tuyên truyền đối với phụ huynh để chuẩn bị tâm thế cho cả phụ huynh lẫn học sinh. Theo kế hoạch, huyện Mộc Châu sẽ triển khai tiêm cho học sinh trong thời gian 3 ngày, từ 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12. Sáng ngày 30 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Châu đã chủ trì hội nghị họp bàn các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện. Tính đến hết ngày 29 tháng 11, trên địa bàn huyện Yên Châu đã triển khai 7 cụm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa huyện và 6 cụm tại các xã. Toàn huyện đã thực hiện tiêm 51.482 liều vaccine, trong đó tiêm mũi 1 là 41.801 liều, tiêm mũi 2 là 9.681 liều. Trong quá trình tiêm, tuân thủ đầy đủ nghiêm túc các nội dung về quy trình tiêm, khám, sàng lọc trước tiêm, thực hiện tốt việc giám sát trước, trong và sau tiêm. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số ít người dân ở các bản vùng cao chưa nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm phòng vaccine nên còn tư tưởng lo lắng chưa muốn tiêm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Yên Châu yêu cầu các cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm vaccine phòng Covid-19 đến toàn thể nhân dân để người dân hiểu và thực hiện. Đồng thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác tiêm phòng nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm phòng vaccine Covid-19 góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Cùng với việc khoanh vùng dập dịch tại xã Trường En và điều tra truy vết các F trong cộng đồng, huyện Sông Mã đang tích cực triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 với phương châm nhanh chóng, thần tốc, an toàn và hiệu quả để sớm hoàn thành tỷ lệ tiêm chủng nhằm tạo miễn dịch trong cộng đồng, bảo vệ an toàn sức khỏe của nhân dân. Tính đến ngày 29 tháng 11, huyện Sông Mã đã triển khai tiêm được 62.241 mũi 1 đạt tỷ lệ 62%, 14.315 người được tiêm đủ 2 mũi đạt tỷ lệ 14%. Các loại vaccine được huyện Sông Mã sử dụng gồm Verocell, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Adelaide, theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La, trong quá trình xét nghiệm phục vụ, vụ công tác giám sát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 29 tháng 11 năm 2021 đã phát hiện một trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, bệnh nhân mang mã số 1226468, sinh năm 2010, trú tại Bản bản Lưng, xã Trường En, huyện Sông Mã, là học sinh, ngày 29 tháng 1 năm 2021, sau khi mẹ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được đưa đến cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Sông Mã. Bệnh nhân chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 và hiện tại sức khỏe không sốt, không ho, không khó thở. Bệnh nhân là F1 của mẹ là bệnh nhân 1222344, dương tính với SARS-CoV-2 ngày 29 tháng 11. Trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 11, bệnh nhân ở cùng nhà với mẹ và hàng ngày đi học tại trường tiểu học và cho cơ sở xã Trường En. Bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người tại lớp học nên có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Chuyển sang những thông tin khác, Ngày 29 tháng 11, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị. Trong năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La tập trung thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương giải pháp lớn về an ninh trật tự chú trọng phòng ngừa kết hợp với đẩy mạnh tấn công chấn áp các loại tội phạm lãnh đạo thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu công tác bộ công an giao đổi mới cải tiến phương pháp lãnh đạo quan tâm lãnh đạo thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ siết chặt kỷ cương kỷ luật điều lệnh công an nhân dân tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên đề cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo các cấp, trách nhiệm nêu gương của cá nhân, người đứng đầu, xử lý nghiêm những tập thể cá nhân vi phạm. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận chỉ rõ những kết quả đạt được, đặc biệt phân tích những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Sau phần kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành kiểm điểm đối với bản thân về lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Hội nghị kiểm điểm đã đảm bảo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của tỉnh ủy, đảng ủy Công an Trung ương. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường tránh thành phố Sơn La là một trong những công trình quan trọng của Sơn La nói riêng và vùng tây bắc nói chung. Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp đi lại, góp phần giảm ùn tắc và đảm bảo trật tự toàn giao thông trong khu vực trung tâm thành phố Sơn La, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố và tỉnh Sơn La. Hiện nay, tất cả các đơn vị liên quan đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu hoàn thành dự án trước thời gian đề ra. Tuyến tránh thành phố Sơn La có chiều dài gần 19 km. Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 3, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, tốc độ thiết kế 60 km h Dự án có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của Ngân hàng Thế giới. Tuy dự án mới triển khai được gần 60 ngày nhưng đã cơ bản thông tuyến cơ sở. Đến giờ tại hiện trường thì chúng tôi đã thông tuyến được là 17 cây 7. Hiện tại chỉ còn khoảng 7-800 mét là đang còn vướng một số mặt bằng sôi đỗ và dự kiến là sẽ thắng tiến độ được khoảng một tháng nếu mà mọi sự điều kiện thuận lợi. Có được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân trong việc đền bù giải phóng mặt bằng. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cơ bản đã bàn giao mặt bằng cho dự án. Chỉ còn một vài hộ dân chưa giải phóng được với chiều dài khoảng 300 mét trong tổng số gần 19 km của dự án. Việc hoàn thành tuyến tránh thành phố Sơn La sẽ góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giảm tai nạn giao thông ở trục trung tâm của thành phố và chỉnh trang đô thị. Chúng tôi đã tập trung cao và nỗ lực với cái tinh thần quyết tâm nhất để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho các nhà thi công. Chúng tôi cũng khẳng định cam kết với với tổng cục đường bộ và bộ giao thông vận tải đơn vị chủ đầu tư thì cái mặt bằng là trách nhiệm địa phương sẽ hoàn thành. Dự án mới triển khai được một thời gian ngắn nhưng có những hạng mục thi công đã đạt được 40% khối lượng. Có được kết quả này là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tỉnh Sơn La, huyện Mai Sơn, thành phố Sơn La, các nhà thầu, đơn vị thi công. Dự án dự kiến kết thúc vào tháng 11 năm 2022. Hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang tích cực chỉ đạo để nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật phân đấu vào đầu tháng 10 năm 2022 sẽ thông xe toàn tuyến với cái thời tiết đang thuận lợi thì các nhà thầu đã có máy móc có con người và tổ chức thi công tố. thì tôi tin tưởng là cái dự án này sẽ vượt tiến bộ đặc biệt đến giai đoạn này thì tất cả các nhà thầu đã chủ động về vấn đề nguyên vật liệu tập kết về công trường để triển khai các với quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền địa phương sự đồng thuận của người dân và nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công của nhà thầu Mục tiêu hoàn thành tuyến tránh trước thời hạn đề ra sẽ được đảm bảo, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về diện mạo mới của thành phố. Ngày 30 tháng 11, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt triển khai các văn bản như kết luận số 14/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận số 21/2021 kết luận hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, hướng dẫn số 01/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng, quy định số 41/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ Kế hoạch số 65/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân năm 2021, Quy định số 37/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị số 09/2021 của Ban Bí thư về thu hút quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam, Kế hoạch số 65/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09/2021 của Ban Bí thư Kế hoạch số 63/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về thực hiện kết luận số 13/2021 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48/2010 khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở nghiêm túc tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai để cán bộ đảng viên nắm vững, hiểu rõ tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và thống nhất cao về hành động trong toàn Đảng bộ. Sáng nay, ngày 30 tháng 11, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Đài Phát thanh tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của cụm thi đua số 1 Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình 8 tỉnh thuộc cụm thi đua số 1. Lãnh đạo cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Cụm thi đua số 1 gồm 8 đơn vị Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang. Năm 2021 trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhưng các đài phát thanh truyền hình trong cụm thi đua số 1 luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, kịp thời tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh phản ánh sinh động thực tiễn đời sống xã hội, giúp cấp ủy chính quyền địa phương kịp thời chỉ đạo khắc phục hoặc có giải pháp tháo gỡ hiệu quả, góp phần củng cố, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường thời lượng tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Các đài phát thanh truyền hình trong khu vực đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, nhân dân với Đảng. Năm 2021, các đài trong cụm đã chủ động sáng tạo, mở mới 166 chương trình, thực hiện trên 82.000 chương trình truyền hình, trên 58.000 chương trình phát thanh. Các đài đã chủ động mở mới đa dạng loại hình trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới, các đài phát thanh truyền hình trong cụm thi đua số 1 sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của các bộ ngành trung ương, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, đầu tư sáng tạo đổi mới các tác phẩm báo chí, bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của các địa phương. Chiều ngày 29 tháng 11, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện Vân Hồ đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Vân Hồ trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, Hội đồng nhân dân huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri xã Vân Hồ đã được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, Hội đồng nhân dân huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026 bày tỏ sự kỳ vọng và niềm tin vào các đại biểu, dân cử cử tri xã Vân Hồ đã kiến nghị đề xuất hội đồng nhân dân tỉnh và huyện xem xét đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống mương phai, đường giao thông nội bản, nội đồng, hệ thống điện chiếu sáng tại các bản. Cử tri mong muốn cấp có thẩm quyền tiến hành ra soát, chỉnh sửa các thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ thủ tục hành chính cho các cá nhân từng tham gia quân tình nguyện Việt Nam tại nước bạn Lào, nâng cấp sửa chữa tuyến đường tỉnh lộ 102 đoạn từ xã Vân Hồ đi xã Trường Khoa. Tiếp tục quan tâm triển khai các chương trình dự án hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo sinh kế, việc làm cho nhân dân, hướng dẫn đồng hành cùng người dân trong việc nâng cao chất lượng và tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản của địa phương. Tại cuộc tiếp xúc đại diện Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, lãnh đạo xã Vân Hồ đã trả lời nhiều kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp để chuyển các ý kiến không thuộc thẩm quyền tới các cơ quan chuyên môn của tỉnh và huyện xem xét trả lời trong thời gian sớm nhất. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, Mộc trâu và vùng núi cao rét đậm, độ ẩm 50 đến 97% nhiệt độ Quỳnh Nhai 14 đến 23 độ. Thành phố Sơn La 12 đến 22 độ. Mường La 14 đến 25 độ. Mai Sơn 11 đến 22 độ. Yên Châu 13 đến 24 độ. Sông Mã 14 đến 25 độ. Bắc Yên 13 đến 22 độ. Phú Yên 14 đến 23 độ. Mộc Châu 11 đến 19 độ. Sóc Cộp 14 đến 25 độ. Vân Hồ 11 đến 19 độ. Thuận Châu 14 đến 23 độ.